Nga thu giữ hàng loạt vũ khí và tài liệu mật của quân đội Ukraine. Hơn nghìn toa tàu chở ngũ cốc mắc kẹt tại biên giới Ukraine. Green Mountain Boys từ Vermont tới châu Âu để củng cố NATO. Chiến tranh Nga-Ukraine khiến Mỹ đưa ra dự luật bảo vệ Đài Loan trước. Đức bỏ dự luật tiêm vaccine bắt buộc, ca nhiễm tại Thượng Hải tiếp tục tăng kỷ lục. Thành phố Hồ Chí Minh chi 93 tỷ để kết nối xe buýt với 11 ga metro trên cao. Hai doanh nghiệp xin trả góp tiền trúng thầu giá đất Thủ Thiêm. Cơ quan thuế phạt mỗi ngày 1 tỷ đồng. Nhà kho hoành tráng xây trái phép, 7 lần kiểm tra không xác định được chủ. Kim Hoa xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của điểm tin trưa ngày 8 tháng 4 của DKN TV. Thưa quý vị, Moscow cho biết lực lượng Nga đã thu giữ hàng loạt vũ khí, trang thiết bị quân sự tại một nhà kho được ngụy trang thành kho chứa máy móc nông nghiệp ở vùng Kharkov, Ukraine. Hãng thông tấn TASS dẫn thông cáo ngày 6 tháng 4 của Vịnh binh quốc gia Nga cho biết, trong quá trình trinh sát và tìm kiếm ở vùng Kharkov, miền đông Ukraine, lực lượng đặc nhiệm của vệ binh quốc gia Nga đã phát hiện một nhà kho chứa vũ khí và trang thiết bị quân sự của quân đội Ukraine, được ngụy trang kỹ lưỡng thành nhà kho chứa máy móc nông nghiệp. Cơ quan này cho biết thêm, vệ binh quốc gia Nga cũng tịch thu hai xe chính sát và xe tuần tra bọc thép của Ukraine. Một trong hai phương tiện này được trang bị 15 tên lửa chống tăng. Thông cáo cho hay, tại nhà kho này, lực lượng đặc nhiệm của Nga cũng phát hiện súng phòng không ZU-232 trang bị cho một xe quân sự, các đầu đạn với cỡ nòng khác nhau và tài liệu của quân đội Ukraine về các mục tiêu dự tính. Quân đội Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên. Hơn nghìn toa tàu chở ngũ cốc đang mắc kẹt tại biên giới Ukraine. Epoch Times ngày 7 tháng 4 đưa tin, theo dữ liệu từ công ty đường sắt nhà nước Uzalnysia của Kiev, các toa tàu chở ngũ cốc của Ukraine bị mắc kẹt gần biên giới của nước này với Ba Lan. Reuters dẫn số liệu của công ty đường sắt cho biết tổng cộng 24.190 toa xe chở nhiều hàng hóa khác nhau như hóa chất, quặng sắt, than đá v.v. đang chở qua biên giới phía tây trong số này khoảng 1.100 toa xe đang chở ngũ cốc. Trước khi bị Nga xâm lược, Ukraine từng xuất khẩu 98% ngũ cốc qua Biển Đen và chỉ một phần nhỏ bằng đường sắt. Nhưng với việc chiến tranh đã làm gián đoạn các hoạt động vận chuyển, Ukraine hiện buộc phải xuất khẩu ngũ cốc thông qua đường sắt tốn nhiều chi phí hơn và khiến mọi việc trở nên phức tạp. Ông Valery Khachov, phó giám đốc bộ phận thương mại tại Uzalinisia cho biết đường sắt Ukraine sử dụng khổ đường sắt rộng hơn so với châu Âu. Do đó, các nhân viên đường sắt phải nâng toa xe bằng cách sử dụng kích và thay đổi khung xe bằng tay để phù hợp với đường ray Ba Lan. Ngoài ra, ngũ cốc từ các toa xe của Ukraine sẽ phải được đổ sang các toa xe của Ba Lan, có thể sẽ mất tới 30 phút cho mỗi toa xe. Theo Skachov, công ty đường sắt đang tạo điều kiện cho 1.100 toa xe chở ngũ cốc đi qua Hungary, Ba Lan, Slovakia và Romania trong khoảng 3 tháng. Nếu thành công, số lượng sẽ tăng gấp 10 lần so với trong tháng 3. Tổng kim ngạch xuất khẩu ngũ cốc đạt khoảng 12,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021, chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của Ukraine vào tháng 3 năm 2022, xuất khẩu ngũ cốc giảm xuống chỉ còn 10% so với lượng xuất khẩu vào tháng 3 năm ngoái. Từ đầu tháng 7 năm 2021 đến cuối tháng 2, Ukraine đã xuất khẩu 43 triệu tấn ngũ cốc. Trước chiến tranh, Kiev dự kiến xuất khẩu ngũ cốc đạt 65 triệu tấn trong mùa này. Các nhà phân tích ước tính xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine chỉ đạt khoảng 1 triệu tấn trong 3 tháng tới. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Ukraine Taras Vysotsky gần đây đã bày tỏ hy vọng rằng nước này có thể xuất khẩu 1,5 triệu tấn ngũ cốc bằng tàu hỏa. Cuộc xâm lược của Nga đã đe dọa đến an ninh lương thực toàn cầu vì Ukraine là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng nông sản kết nối nhiều quốc gia. Năm 2021, chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc lấy một nửa nguồn cung từ Ukraine. Nhiều quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi đã phải vật lộn với hạn Hán cũng đang phải gặp rủi ro về nguồn cung cấp lương thực do chiến tranh. Ukraine và Nga chiếm hơn 2 phần 3 lượng lúa mì nhập khẩu của các nước như Lebanon, Libya và Ai Cập. EU nhập khẩu 50% sản lượng dầu hướng dương của Ukraine, nhưng với việc xuất khẩu bị gián đoạn, khu vực này hiện đang bị đe dọa bởi tình trạng thiếu dầu. Thưa quý vị, theo Fox News ngày 7 tháng 4, lực lượng vệ binh quốc gia từ Vermont cũng được gọi là Green Mountain Boys để khai triển tới châu Âu vào đầu tháng tới để tăng cường an ninh cho NATO. Lực lượng vệ binh quốc gia Vermont bao gồm cánh chiến đấu cơ số 158, chuyên chở các chiến đấu cơ tiên tiến F-35. Người phát ngôn của lực lượng này cho biết, vào đầu tháng 5, các thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia Vermont dự kiến sẽ tạm thời khai triển ở châu Âu, theo Bộ Tư lệnh châu Âu để tăng cường khả năng phòng thủ tập thể của NATO và hỗ trợ sứ mệnh định hướng trên không của NATO. Các đợt khai triển thường xuyên này, một phần của chuỗi luân chuyển tiêu chuẩn của Hoa Kỳ trong khu vực, hoạt động châu Âu là một phần trong cam kết của Hoa Kỳ để đào tạo và khả năng tương tác với các đồng minh châu Âu của chúng tôi. Lực lượng vệ binh quốc gia tự hào tiếp tục hỗ trợ các đồng minh của chúng tôi trong các nhiệm vụ đang diễn ra trong 20 năm qua, lực lượng vệ binh quốc gia đã chiếm hơn 50% tổng số hoạt động của quân đội và không quân. Và chúng tôi tự hào đóng góp các nhiệm vụ hiện nay tại châu Âu. Thưa quý vị, Lưỡng viện Quốc hội Mỹ đã đưa ra trước dự luật trừng phạt Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan khỏi sự xâm lược hoặc mối đe dọa có thể xảy ra. Theo Vision Time, dự luật do Hạ viện Mỹ đưa ra hôm thứ Tư ngày 6 tháng 4 cam kết sẽ buộc các ngân hàng của Trung Quốc rút khỏi hệ thống tài chính quốc tế nếu Trung Quốc gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh của Đài Loan, hoặc hệ thống kinh tế hoặc xã hội của Đài Loan. Một dự luật trừng phạt tương tự đã được đưa ra tại Thượng viện vào tháng 3, nhưng sẽ chỉ được khởi động nếu chính quyền Trung Quốc tiến hành một cuộc xâm lược quân sự, phong tỏa kinh tế hoặc âm mưu đảo chính vào Đài Loan. Hai dự luật đều chờ để biểu quyết. Dự luật của Hạ viện mở rộng định nghĩa về mối đe dọa của Trung Quốc đối với Đài Loan, tức là mở rộng các điều kiện tình huống gây ra các biện pháp trừng phạt đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong khi dự luật của Thượng viện đề xuất các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn, dự luật của Hạ viện bao gồm đóng băng tài sản và thu hồi thị thực đối với công dân Trung Quốc và thậm chí cắt đứt tất cả các giao dịch tài chính giữa Mỹ và Trung Quốc các nhà lập pháp Mỹ coi các kế hoạch trừng phạt là một lời cảnh báo kinh tế đối với Trung Quốc về một cuộc tấn công Đài Loan có thể xảy ra. Sau khi Nga xâm lược Ukraine, Trung Quốc cũng chưa hề lên án Nga về vụ việc này. Người bảo trợ cho đạo luật trừng phạt Trung Quốc tại Hạ Viện, dân biểu Frank Lucas nói với tờ The Hill, tại sao lại giống như chúng ta trước đây? Đưa ra hồi đáp sau khi sự việc xảy ra, đây là nội dung của toàn bộ dự luật này đã nói trước rằng căn cứ theo đạo luật quan hệ Đài Loan, Tổng thống thông qua Quốc hội rằng nếu an toàn của hệ thống kinh tế và xã hội của người dân Đài Loan đang bị đe dọa, vậy thì hãy kích hoạt các điều khoản trừng phạt. Nếu được thông qua, dự luật của Hạ viện sẽ tìm cách loại trừ Trung Quốc khỏi Ngân hàng Thanh toán Quốc tế G20 và Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế và các nhóm tài chính khác chủ yếu trong ngành ngân hàng. Thượng nghị sĩ Kevin Kammer, người đề xuất dự luật trừng phạt Trung Quốc tại Thượng viện cho biết, tình hình ở Ukraine là hậu quả thực sự của sự lãnh đạo yếu kém và thiếu sự gian đe thực sự của Mỹ đối với Nga. Đài Loan là một người bạn, đối tác thương mại tốt và cũng là một ngọn hải đăng của sự tự do và dân chủ. Dự luật của chúng tôi là đe dọa sẽ thực hiện các biện pháp trừng phạt tài chính nghiêm khắc để gian đe Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan rằng không nên cố gắng theo chân Tổng thống Nga Putin ông Michael G. Green, phó chủ tịch cấp cao về châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nói rằng, trong chuyến đi tới Đài Loan do Tòa Bạch Ốc tổ chức, phái đoàn Mỹ đã bị Bộ Ngoại giao Trung Quốc khiêu khích trên mạng. Ông cho biết đã quan sát được có đến 90% các bình luận trên mạng xã hội liên quan đến Ukraine đều là đánh giá tiêu cực về Mỹ và rất nhiều chỉ trích này có thể bắt nguồn từ Trung Quốc. Ông Green cho rằng những bình luận đó tiết lộ Bắc Kinh nỗ lực nhằm thúc đẩy quan điểm mềm yếu về Đài Loan, sử dụng Ukraine để cho thấy Đài Loan mỏng manh và yếu ớt như thế nào, sự kháng cự và vô ích như thế nào. Đức bỏ dự luật tiêm vaccine bắt buộc, ca nhiễm tại Thượng Hải liên tục tăng kỷ lục. Thưa quý vị, hôm qua ngày 7 tháng 4, các nhà lập pháp Đức đã bãi bỏ dự luật bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 đối với nhóm tuổi từ 60 trở lên. Với tỷ lệ 738 phiếu chống và 296 phiếu thuận. Dự luật trên dự kiến có hiệu lực vào tháng 10 tới, nếu được thông qua, được thủ tướng Đức Scholz đề xuất như một cách để tránh việc áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt hơn và bảo vệ các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trước nguy cơ xảy ra một làn sóng Covid-19 khác. Làn sóng Covid-19 mới nhất của Đức bị thúc đẩy bởi nề biến thể Omicron lây lan nhanh, dường như đang có dấu hiệu giảm dần từ mức đỉnh cuối tháng trước. Tuy nhiên, giới chức y tế Đức vẫn ghi nhận trung bình hơn 200.000 ca nhiễm mới và gần 300 ca tử vong mới trong 24 giờ qua. Bên cạnh đó, khoảng 15 triệu dân Đức đủ điều kiện tiêm vaccine COVID-19 vẫn chưa được tiêm phòng, trong đó có gần 3 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Ca nhiễm tại Thượng Hải tiếp tục tăng kỷ lục Ủy ban Y tế Thượng Hải hôm ngày 7 tháng 4 cho biết, thành phố ghi nhận thêm 19.982 ca COVID-19, chủ yếu là các trường hợp chưa xuất hiện triệu chứng. Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, đây là ngày thứ 6 số ca COVID-19 tăng kỷ lục ở Thượng Hải. Nâng tổng số người nhiễm COVID-19 trong 24 giờ qua tại Trung Quốc đại lục lên 22.995 người. Thượng Hải hiện là tâm dịch COVID-19 lớn nhất Trung Quốc. Hiện xếp thứ hai là tỉnh Cát Lâm, chiếm 81% trong số 3.013 ca được ghi nhận ngoài Thượng Hải. Khoảng 38.000 nhân viên y tế từ 15 tỉnh trên khắp Trung Quốc đã được điều đến hỗ trợ Thượng Hải, với một số lượng thiết bị xét nghiệm COVID-19 có thể đạt mức 2,38 triệu ống một ngày. Tính đến ngày 7 tháng 4, toàn lãnh thổ Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 160.116 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 4.638 ca tử vong và 131.355 ca đã bình phục. Đài Loan thay đổi chiến lược phòng chống COVID-19 người đứng đầu cơ quan y tế Đài Loan hôm 7 tháng 4 tuyên bố sẽ dần từ bỏ chiến lược không COVID-19, mà thay vào đó là tập trung vào việc giảm thiểu số ca bệnh nặng để dần chuyển sang giai đoạn sống chung với đại dịch. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Đài Loan đã tiến hành việc hạn chế đi lại, đồng thời áp dụng các quy định cách ly nghiêm ngặt, giúp hạn chế số ca nhiễm ở mức thấp. Tuy nhiên, trong đợt bùng phát mới này, chính quyền quốc đảo đang dần có những lựa chọn khác, theo hướng của một số nước từng áp dụng chiến lược không COVID-19, nhưng nay đã mở cửa trở lại. Chuyển sang phần tin trong nước Thành phố Hồ Chí Minh chi 93 tỷ để kết nối xe buýt với 11 ga metro trên cao. Ngày 7 tháng 4, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua dự án hơn 93 tỷ đồng để kết nối các tuyến buýt với 11 ga metro số 1, Bến Thành, Suối Tiên. Các bến buýt này kết nối 11 ga metro trên cao của tuyến gồm Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Dạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công nghệ Cao, Đại học Quốc gia, Bến Xe, Suối Tiên. Các nhà ga sẽ được bố trí lối đi bộ cho hành khách, nhà chờ xe buýt, bãi đậu xe buýt, bãi đậu xe, xe cá nhân, nơi đón trả khách dành cho xe buýt taxi, trạm dừng xe buýt trên xa lộ Hà Nội dành cho chuyến buýt đi trục chính, cải tạo vỉa hè, đường song hành xa lộ Hà Nội, lối đi bộ, vạch kẻ đường, biển báo. Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh, mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng. Công trình có 14 nhà ga, gồm 3 nhà ga ngầm và 11 ga trên cao. Hiện 14 trên 17 đoàn tàu metro đã được đưa về thành phố Hồ Chí Minh. Hai doanh nghiệp xin trả góp tiền chúng đấu giá đất Thủ Thiêm. Cơ quan thuế phạt mỗi ngày 1 tỷ đồng. Trao đổi với báo Dinh vào chiều 7 tháng 4, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hết ngày 6 tháng 4, công ty Dream Republic và Shin Mega vẫn chưa nộp lệ phí trước bạ và 50% tiền sử dụng thuế đất. Theo quy định, nếu quá 180 ngày kể từ khi có thông báo, doanh nghiệp không nộp tiền thì xem như bỏ cọc. Đến sáng ngày hôm qua, cục thuế nhận được hai văn bản của hai doanh nghiệp nêu trên, đề nghị phân kỳ nộp tiền sử dụng thuế đất tháng 4 năm 2022 đến tháng 9 năm 2022 chia thành 6 đợt. Tuy nhiên, bà Hạnh cho biết các lý do doanh nghiệp nêu ra không thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế theo quy định. Do đó, cục thuế thành phố Hồ Chí Minh vẫn sẽ tiếp tục thu tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất theo quy định. Bà Hạnh giải thích thêm rằng, thực tế hai doanh nghiệp này đã bị tính tiền phạt nộp chậm tiền sử dụng đất đợt 1 và từ ngày 7 tháng 4 sẽ bị tính thêm tiền phạt chậm nộp đợt 2. Mỗi ngày, mỗi doanh nghiệp phải nộp phạt khoảng 1 tỷ đồng tiền phạt. Lý do được các doanh nghiệp đưa ra khi đề xuất nộp tiền phân kỳ là diễn biến sau thời điểm đấu giá ảnh hưởng nghiêm trọng đến các kế hoạch phát triển dự án của doanh nghiệp doanh nghiệp khó sắp xếp nguồn tài chính nếu chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách quan như sự lây lan của biến chủng Omicron ảnh hưởng đến sự ổn định của nền kinh tế, các biến động chính trị như cuộc chiến Nga-Ukraine ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Khi được hỏi về việc nếu doanh nghiệp nộp lại đơn sử dụng tiền sử dụng đất theo đợt và thay đổi lý do phù hợp với quy định thì cục thuế thành phố Hồ Chí Minh có xem xét không? Đại diện cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết về lý thuyết là sẽ xem xét nhưng với quy định hiện hành thì rất khó có lý do nào được chấp nhận. Doanh nghiệp không có giải pháp nào ngoài nộp tiền sử dụng đất thành hai đợt như quy định. Theo thông báo ngày 6 tháng 1 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, bốn doanh nghiệp trúng đấu giá bất động sản tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức phải đóng lệ phí trước bạ và 50% tiền sử dụng đất trong 30 ngày từ khi có thông báo. Số tiền sử dụng đất còn lại phải được nộp chậm nhất trong 90 ngày kể từ khi có thông báo tức ngày 6 tháng 4. Nếu quá thời hạn trên, ngoài tiền sử dụng đất phải nộp, doanh nghiệp phải đóng thêm tiền chậm nộp, được tính bằng cách lấy số ngày chậm nộp nhân 0,03% lãi trên một ngày. Đến nay, dù đã hết thời hạn 90 ngày kể từ khi Cục thuế TP.HCM thông báo, Ngoài Tân Hoàng Minh và công ty Bình Minh xin bỏ cọc, hai doanh nghiệp còn lại là công ty cổ phần Dream Republic, chúng đấu giá lô đất 3 gạch 5 giá 3.820 tỷ và công ty cổ phần Shin Mega, chúng đấu giá lô đất 3 gạch 8 giá 4.000 tỷ, chưa thực hiện nộp 50% tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ. Như vậy, nếu hai công ty này nộp tiền như kế hoạch, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu được khoảng 8.000 tỷ đồng bắt nguyên trưởng phòng cảnh sát giao thông An Giang liên quan sai phạm cấp biển số xe. Ngày 7 tháng 4, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bị can Nguyễn Bá Quận, 60 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can Nguyễn Bá Quận là nguyên đại tá Công an tỉnh An Giang. Trước khi nghỉ hưu, đại tá Quận giữ chức trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh gần 10 năm. Theo kết luận thanh tra giai đoạn 2012-2021, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang được cục Cảnh sát giao thông đường bộ thuộc Bộ Công an cài đặt và hướng dẫn sử dụng hệ thống đăng ký, quản lý cấp biển số xe cơ giới đường bộ bằng hình thức bấm, nhận biển số ngẫu nhiên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một số cán bộ có dấu hiệu cố tình can thiệp vào phần mềm hệ thống đăng ký, quản lý cấp biển số sai quy định cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời đình chỉ công tác ba cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh An Giang có dấu hiệu liên quan đến vụ án trên. Nhà kho hoành tráng xây trái phép, 7 lần kiểm tra không xác định được chủ. Ngày 7 tháng 4, thông tin với báo Dân trí, ông Hồng Văn Vẹn, Phó Chủ tịch phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa qua địa phương phát hiện một khu nhà kho khá hoành tráng, được xây dựng trên phần đất đã quyết định thu hồi để làm trụ sở Cục Quản lý Thị trường Bạc Liêu. Cơ quan chức năng đã kiểm tra, xác định nhà kho xây trái phép, có kết cấu khung cột thép, tiền chế, vách nhà xây gạch ống cao 5m với tổng diện tích hơn 349m2. Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân Chí, khi đi trên tuyến đường tránh quốc lộ 1, hướng từ Cà Mau lên Bạc Liêu, dễ dàng nhận ra khu nhà kho khá lớn này. Ông Vẹn cho biết, từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3, phường 7 đã phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra và 7 lần lập biên bản vi phạm. Các lần lập biên bản vi phạm đều không có người chủ đứng ra làm việc với đoàn kiểm tra mà chỉ có công nhân làm thuê. Điều đáng nói, mỗi khi có đoàn kiểm tra đến, nhóm công nhân tại đây lại dừng làm việc, nhưng bình thường, hoạt động xây dựng vẫn diễn ra bất kể ngày đêm. Đoàn kiểm tra đã phải tạm giữ một số tăng vật, đồ nghề, vật liệu sử dụng nhà, làm nhà kho. Thêm nữa, dù đã lập biên bản 7 lần nhưng hiện tại địa phương vẫn không xác định được chủ xây dựng công trình, không ai đứng ra nhận là chủ. Qua xác minh, có hai trường hợp được nghi vấn liên quan đến công trình là ông NHT, chủ nhân đất cũ, và ông PTN, người đang sử dụng thửa đất liền kề. Ủy ban Nhân dân phường 7 đã mời ông T và ông N nhiều lần để trao đổi xác định chủ xây dựng, nhưng cả hai ông này đều không đến làm việc. Lần kiểm tra gần đây nhất là vào ngày 30 tháng 3, Phường đã mời nhóm công nhân vào làm việc và ghi nhận ý kiến thì các công nhân thông tin được ông PTN thuê để xây dựng. Tuy nhiên, ông N vẫn không công nhận công trình là của mình. Phó Chủ tịch Phường 7 cho biết, chính quyền đã có thông báo công khai về việc tháo rỡ, di rời tài sản tại công trình. Tuy nhiên, đã hơn một tuần trôi qua, vẫn không có tổ chức cá nhân nào thừa nhận là chủ xây dựng. Khi hết thời hạn thông báo, công trình này xem như không xác định được đối tượng vi phạm và sẽ được xử lý theo quy định, ông Vẹn cho hay một điểm tin trưa của dkn tv đến đây tạm dừng thì quý vị quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của dkn news quý vị cũng có thể theo dõi kênh dkn news trên xếp chat một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị bình an và mạnh khỏe hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo